Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về vấn đề thủy tinh đang còn dang dở là ngày hôm qua. Hôm qua mình định làm cái video dài hơn, nói nhiều hơn. Nhưng cái thứ nhất là mình ở ngoài không có ở nhà. Thứ hai nữa, ngày hôm qua thì tất cả các bạn cũng biết là một ngày đáng nhớ của chúng ta, đó là tiễn đưa anh Chí Tài, nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ. Thì ai 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 nếu mà xem nghệ sĩ Chí Tài biểu diễn thì ai cũng nhớ. Thì chắc là hầu hết mọi người đều biết được cái sự việc này rồi. Thì ngày hôm nay mình muốn nói đến anti-fan. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề anti-fan Thủy Tiên. Hình như là cái anti fan Thủy Tiên, cái nhóm anti fan Lũ Hậu này mình cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái đấy là cái công việc của chúng ta. Mình cũng đã hứa với tất cả các bạn là mình sẽ đấu tranh lại những gì mà những anti fan nói sai sự thật về Thủy Tiên, là mình sẽ nói lại những cái sự thật đó. Mặc dù chúng ta không ai là nhằm mục đích đấu tranh bằng cách là bằng cách này kia, nhưng chúng ta có thể nêu lên được những cái mà xấu tốt, đúng sai. Chúng ta phải đề cập đến cái vấn đề đó. Nhưng chính các bạn anti-fan ngày hôm qua mình có tối hôm qua mình có nói chuyện với một bạn. Và bạn ấy đổ đồng cho mình là nói là đổ đồng cho mình nói là vậy bạn nghĩ là tất cả anti-fan của chúng tôi đều là phản động. Bạn đấy là bạn rất là bậy. Mình không nói tất cả các bạn là phản động, mà mình chưa hề nói các bạn là phản động. Chính cái miệng bạn nói ra như vậy. Còn mình khẳng định với các bạn một câu này, một câu một thôi. Và các bạn hãy lắng nghe cái câu nói này của mình. Mặc dù các bạn không trực tiếp, nhưng các bạn đang bị lôi kéo bởi những thành phần chống phá phía ngoài kia. Họ đang thực hiện những cái ý đồ của họ, và họ xem các bạn là công cụ của họ để lôi kéo các bạn hòa nhập với những thứ họ đang suy nghĩ. Cái thứ họ làm là họ đánh vào cái tư tưởng, đánh vào những cái điểm yếu của ví dụ như là Thủy Tiên, để lôi những cái điểm yếu ra sâu ra, thì các bạn lại đu theo những cái điểm yếu đó và đánh đồng, đánh bằng, không biết đúng sai gì, đánh hết. Cái vấn đề này nó không còn là về cái tình hình lũ lụt nữa, mà nó còn rất chi là nhiều những thứ khác trong cuộc sống của Thủy Tiên. Và mình chắc chắn rằng nếu các bạn nói là các bạn sẽ khởi kiện Thủy Tiên thì các bạn làm nhanh đi. Nếu không thì tất cả các bạn đều sẽ bị kiện. Những ai mà dính dáng đến những thứ mà bôi nhọ thanh danh người khác, bôi nhọ, làm xấu, làm ảnh hưởng đến xã hội, làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết xã hội, bôi nhọ, bôi xấu, xuyên tạc, thì các bạn sẽ trả giá bởi những cái lời nói của mình. Cái điều này á, các bạn đang sai lầm. Mình đã định hướng cho bạn từ đợt trước, từ ngày trước. Các bạn làm lập nhóm anti mình rất là hoan nghênh. Nhưng các bạn lập nhóm anti, các bạn phải nói ra được những điều đúng. Và nói vấn đề gì thì các bạn nói vấn đề đấy thôi. Chứ các bạn đang đang suy nghĩ và làm theo cách là các bạn nói về, ví dụ các bạn nói về cha của một ông cha của một gia đình này, thì các bạn lại lôi con của người ta ra để mà nói, là các bạn sai. Đúng không ạ? Điều này nó rõ ràng trên mạng cộng đồng, ai ai cũng biết được, và tất cả những bằng chứng của các bạn đều được chúng tôi chụp lấy lại tất cả những cái dữ liệu đó rồi. Tôi không có khởi kiện các bạn, tôi không có liên quan đến các bạn. Nhưng tôi phải phòng để khi mà các bạn hỏi lại tôi là bằng chứng đâu, thì tôi sẽ show ra cho tất cả các bạn coi.
Tôi nói cho các bạn biết vậy. Cho nên các bạn hãy dừng lại đi. Hoặc là các bạn có thể tỉnh táo, đừng để những kẻ ngoài kia người ta lợi dụng các bạn nữa. Điều đó nó rất là nguy hiểm. Các bạn phải biết được điều đó. Các bạn ai ai cũng lớn rồi, cũng suy nghĩ được rồi. Cái vấn đề ở đây là các bạn đang đang làm, lúc đầu thì làm đúng, nhưng mà dần dà các bạn lún sâu theo những cái trào lưu của bên kia đưa về. Ví dụ như Hot News, Hot Face, những kênh không chính thống của Việt Nam, và những kênh đó là ở nước ngoài các bạn nhé, là ở nước ngoài, là những thành phần giống như là báo lá cải phía bên nước ngoài. Tại vì sao những cái vấn đề ở bên nước ngoài người ta không dám làm, mà người ta lại đè Việt Nam mình người ta làm, mà chính người ta là những con người Việt Nam. Nếu phải nói về đạo đức, nói về đạo đức, tư cách thì người ta không đủ. Còn đạo đức và tư cách để là một công dân Việt Nam nữa rồi. Đấy là theo bản thân mình suy nghĩ. Còn các bạn ấy về nước không biết là như thế nào, tại vì chúng ta không ai biết mặt các bạn ấy là ai. Nhiều khi đứng bên cạnh cũng không biết là chính là một trong những thành viên của các nhóm đó. Nhưng mà mình cảm thấy hổ thẹn thay cho tất cả các bạn đấy. Nhưng thôi, mỗi người một công một việc. Các bạn ấy ở bên đấy, các bạn ấy nhắm vào Việt Nam của chúng ta, nhắm về cái đất nước của chính họ để làm khuấy đảo, để làm khuấy đảo và làm cái nội dung đó nó thiên biến vạn hóa để các bạn ấy trục lợi. Và chính những cái bạn này đã bị rất nhiều những anh chị ở bên Mỹ hoặc là bên Đức, bên Nga, bên Pháp nói rất là nhiều. Và những người này còn nói những cái câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, những câu ca dao tục ngữ rất là hay luôn, và người ta vẫn nhớ và người ta vẫn đọc, vẫn nói ra, chứng tỏ rằng không phải ai ở bên nước ngoài cũng xấu, cũng mang ý nghĩa này kia. Nhưng mà các anh các chị ấy rất là nhìn nhận rất là đúng đắn. Vậy tại sao các bạn lại đi nghe theo những cái rồi kết cục mình nói cho các bạn nghe, rồi kết cục cái người trục lợi, cái người hưởng lợi nhiều nhất là những kẻ bên đấy. Còn các bạn chỉ là những vật thế thân. Và khi pháp luật sờ vào các bạn, sờ vào cái nhóm của các bạn, thì các bạn là người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc. Các bạn không nghĩ điều đấy hả? Còn các bạn nói các bạn kiện Thủy Tiên, các bạn sẽ gom gom lại những cái bill của Mạnh Thường Quân để kiện Thủy Tiên. Các bạn nói như vậy, thực chất ra dân Việt Nam rất là nhiều người cười các bạn luôn. Bởi mình đang nói về cái đạo đức trước, tí mình sẽ giải thích về cái vấn đề. Đạo đức là như thế nào? Những đồng tiền đó đã giúp được hàng trăm ngàn người ngoài miền Trung, hàng trăm hộ gia đình, hàng trăm ngàn hộ gia đình ở miền Trung, 7 tỉnh miền Trung. Các bạn cũng chính là những người biết rõ điều đó. Chúng ta không thể phủ nhận được điều đó. Rồi xây rất nhiều nhà cộng đồng để tránh lũ, khi mà bão lũ có những cái đợt sau này mà về thì có cái nhà cộng đồng đó để người dân có thể tránh ở đấy. Có thêm được nhiều chiếc thuyền, những chiếc đò để lưu chuyển trong khi bão lũ. Các bạn có biết đó là đâu đâu. Cái điều này mình nói rất nhiều rồi, mình cũng không muốn nói nữa. Giải thích với các bạn đủ lớn, đủ khôn, các bạn có thể hiểu được điều đó. Còn việc hiểu hay không là tùy các bạn. Mình cũng không cần thiết các bạn phải hiểu hay không nữa. Mình đang phân tích và nói cho các bạn biết thôi. Còn vấn đề thứ hai là về chính trị, các bạn nói là các bạn
khởi kiện Thủy Tiên bằng cách là bạn gom bill, các bạn biết là 180 tỷ. Nếu mà mình tính nhầm nhầm sơ sơ thôi, nó cũng tầm khoảng phải cả 100.000 cái bill, đúng không ạ? Khoảng 100.000 cái bill đi. 100.000 cái bill giao dịch. Thì liệu các bạn có gom hết được bằng đấy không? Hay là chỉ gom đúng 6 tỷ của các bạn? Mình nói cho các bạn nghe, 6 tỷ của các bạn nó nằm trong 188 tỷ và nó nằm trong tất cả những cái số tiền mà Thủy Tiên gửi về miền Trung, trao tận tay người dân miền Trung. Nó có ở trong đó nhá. Nó có ở trong đó hết rồi. Nếu như thế này thì các bạn có thể kiện được. Anh Nga, ví dụ các bạn gửi cho Thủy Tiên 6 tỷ. Thủy Tiên trốn. Rồi, các bạn gửi được. Đằng này các bạn gửi cho Thủy Tiên 6 tỷ. Thủy Tiên đi phân phát lại cho tất cả mọi người. Đấy là mình nói đơn giản. Thì các bạn lấy gì kiện người Thủy Tiên? Mà khi Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ thì vượt Thủy Tiên đã nói rất rõ là mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng Tiên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở ngoài miền Trung ạ. À, đúng không ạ? Thủy Tiên không xin các bạn. Thủy Tiên chỉ muốn các bạn đồng hành cùng Thủy Tiên. Nếu các bạn tin tưởng Thủy Tiên, các bạn có thể giao phó cho Thủy Tiên không qua một giấy tờ nào cả. Cái này là đóng góp tự nguyện của bản thân, sự tin tưởng và sự trao đi sự yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn đó, chứ không phải là bắt buộc hay là nghĩa vụ của bất cứ một ai. Còn các bạn nói kiện đúng đúng như cái bạn hôm qua nói với mình là kiện củ khoai, mình chấp nhận cho bạn kiện đúng củ khoai luôn. Còn nói về chính trị thì nó còn có cái mình cũng không có am hiểu nhiều về chính trị, mình nói thật, cho nên mình một chuyện thế giới mình không dám nói. Bởi vì khi mà mình có những chẩn đoán cũng cũng rất chi là thú vị, nhưng mà thôi mình sẽ không nói ra ở đây, nói thôi là sâu xa để những lớp đàn anh đàn chị mình có thể nói ra điều đó. Còn các bạn anti-fan, mình chỉ nhắc một lần cuối cùng là các bạn nên tỉnh táo lại đó. Các bạn thấy anh bảy gà đó cũng là trong cái hội nhóm của các bạn thôi, nhưng mà anh bảy gà mấy bữa nay lại tiếp tục đăng tải những cái video, những cái ngôn luận ngôn từ anh ta đưa ra rõ ràng là vẫn châm biếm, và anh ta chuyển đu theo cộng đồng, anh ta chuyển Thủy Tiên thành 2T. Rồi khi mà Công Vinh bị ốm, nhà mình trước khi mình nói chuyện này, các bạn mình hỏi các bạn rằng ở nhà các bạn có lúc nào mà có người người nhà mà bị ốm ở nhà không đi được bác sĩ thì cần các bạn giúp không? Sao các bạn lại ghen ăn tức ở đến cái mức cỡ đấy, thì mình đúng là thua các bạn. Các bạn như vậy mình mới nói là các bạn việc gì ra việc đó đi nha. Đừng lôi kéo bôi nhọ người khác bởi những cái lý do vớ vẩn vớ vẩn mà các bạn đưa ra nữa. Công Vinh bị ốm, Thủy Tiên tiêm cho Công Vinh. Thì tuyệt cái phần sơ cứu này kia cô ấy có thể học ở ngoài, đó là chuyện bình thường. Người ta là một nghệ sĩ, người ta là người nổi tiếng chứ không phải là, và cũng không phải là thằng cùi bắp như tôi. Tôi nói thật với các bạn nghe một câu như vậy. Cho nên người ta phải biết trân trọng cái giá trị bản thân của người ta. Điều đó tôi công nhận, tôi không phủ nhận. Đúng không? Người ta phải biết cách chăm sóc tự bản thân, người ta cẩn thận thì càng tốt, có sao đâu. Rồi các bạn châm biếm người ta là chích gây nghiện, rồi đưa những cái hình ảnh theo trend của cái bọn hot face, hot new, xong rồi đưa những cái hình ảnh rất chi là thô tục. Và anh bảy gà, chính bảy gà là cái người mà có lớn mà không có khôn.
Nói nha, nghe như vậy anh đúng là già đầu hai thứ tóc, mà đừng để tôi chửi anh là ngu. Tại vì á, anh lớn rồi, anh đi đu theo cái bọn hot face hot trend, anh cũng kéo video của người ta về, anh dựng lên một câu chuyện, xong bắt đầu là anh đăng lên cái kênh của anh. Anh thử xem cái kênh của anh, nếu mà nó có 1.000 người thì mất bao nhiêu trăm người người ta chửi anh. Không biết phải nói cho anh như thế nào để anh hiểu được. Nhưng mà nếu tôi đã nói cho anh nghe rồi, anh cứ ngoi đầu lên là tôi đập xuống. Và cái điều này tôi cũng nói cho tất cả mọi người, tất cả bà con cô bác cùng nghe. Còn tôi không làm được, còn rất nhiều anh em YouTuber khác. Tôi nói cho anh nghe vậy. Và họ cũng đang định nhảy vào rồi, nhưng mà tôi nói cho anh nghe nè, tôi nói người ta vào thì người ta mới vào. Tôi không muốn theo một cái quẩy hay là theo một cái đội nhóm giống như anti-fan của các anh. Chúng tôi không có đội nhóm. Chúng tôi chỉ nói lên những thứ mà chúng tôi nhìn thấy. Và cái mà giá trị của chúng tôi là toàn thể người dân Việt Nam sẽ châm biếm các anh, sẽ đả kích các anh, sẽ nói cho anh, các anh biết đâu là đúng đâu là sai. Tại vì các anh đang mu muội, anh cố tình hay là vô tình thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói cho anh bầy gà biết là anh hai thứ tóc rồi, anh đừng để những cái thằng trẻ con nó dắt mũi. Một câu cuối cùng tôi chỉ nói với anh như vậy thôi. Một câu cuối cùng tôi chỉ nói với anh như vậy thôi. Còn cứ nhắc đến anh là tôi bức xúc, tôi nói thật với anh vậy. Nhưng mà anh yên tâm, tôi rất chỉ là bình tĩnh để mà xử lý anh. Anh còn rất nhiều những cái mà tôi còn giữ được. Và anh dám công khai để đăng một cái video là anh dạy cách cho nhóm anti-fan kiện Thủy Tiên thì tôi cũng thua anh luôn. Nếu mà nói về luật thì anh chả biết cái đất gì cả. Anh càng nói ra anh càng thể hiện sự ngu dốt của anh. Anh không biết một cái thứ gì cả. Mà anh đi, anh nói là anh dạy. Dạy kiện cho Antifa, cho nhóm Antifa. Nhưng mà thời gian còn dài, anh cứ yên tâm, thời gian còn dài. Anh cứ ngoi lên là chúng tôi sẽ đập anh xuống. Anh nói cho anh vậy, anh không làm một cái gì cả. Cái chúng tôi đang nhìn nhận ở đây là tình hình chung. Còn chúng tôi đã, những thứ chúng tôi đã nói thì chúng tôi đã nói hết rồi. Tình cảm có, nhẹ nhàng có. Đó. Chúng tôi đã nói hết rồi. Còn nhóm anti-fan và anh có nghe hay không? Có tiếp thu được hay không? Đó là quyền của các anh. Thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi đến những gì mình nói từ nãy giờ. Thì cái thời lượng nó có hạn. Thì bây giờ mình phải đi công việc một chút xíu. Thì nếu mà buổi chiều mình rảnh mình sẽ nói chuyện tiếp với tất cả mọi người. Mong rằng tất cả mọi người nếu có những cái thông tin bổ ích thì có thể nhắn tin gửi lại cho mình để mình tổng hợp lại những cái ý kiến của tất cả các bạn, đưa ra những cái chứng kiến nó đúng đắn nhất để không lệch lạc đi cái khía cạnh mà chúng ta đang suy luận và xử lý. Các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh nhé. Các bạn đừng quên bấm vào cái nút đăng ký. À, mỗi khi mình ra video thì các bạn có thể biết được để mà theo dõi. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.